Bà Sa Huy xin kính chào quý vị. Bà Sa Huy cũng vẫn đang chia sẻ triển lãm Bắc Linh quý vị nhé. Một buổi chiều rất là mát mẻ. Buổi chiều chủ nhật rất mát mẻ và rất đông mọi người đang ngắm cây quý vị nhé. Đây, quý vị ơi. Ôi giời, em chào các anh. Em tưởng ai là toàn người quen thế này. Em chào anh Mười nhá, anh Thực nhá. Vâng, chào tất cả các anh. Anh nào đeo kính đen đằng sau kia đây. Ui giời ơi, anh Dũng, chào anh Dũng nhá. Cây của ai đấy anh? Nguyễn Trung Lương à. Câu lạc bộ mình rồi, của chú Lương rồi. Anh Lương ăn mục viên à? Đúng rồi, của anh à? Lương ở câu lạc bộ anh. Ôi giời ơi, cây già, cây cổ, cây già thế nhỉ. Thế là câu lạc bộ của anh Thực. Một cây cổ cây già anh nhỉ, quá già luôn, dễ như nham thạch rồi nhỉ. Bóng trắng, một cây cổ quý đấy, quý đeo đấy anh Lương nhá. Lương nhá, đây là bạn Lương. Kiếm cây cổ như này là hiếm phết đấy. Và đấy anh Mười, có tác phẩm đẹp nhá. Đấy, được rồi anh Mười, anh nghe ghi nhận là không phải đơn giản đâu. Khiếp nhỉ. Ui rồi sáng này. Sáng anh ạ. Sáng nó nước nó mưa nó vào đây cơ. Tím tai hết. Cây này là của ai đây? To đấy, ra đây mới thấy to. Cây này to anh nhỉ. To nhỉ. Vâng. Cây đấy của ai? Vâng. Ui giời ơi, chậu cổ vương. Cây cổ anh nhỉ. Cũng ăn đặc viên đây đúng không? Cũng ăn mộc viên à? Ăn mộc viên. Chậu cổ cây cổ. Đấy. Hello ông Vương nhá. Tôi đang ngắm cụ cổ của ông đây, xanh cổ đấy. Đấy. Ôi giời ơi, bảo lên không có mất cây đấy. Vâng, nguy hiểm lắm, lên nhanh không mất cây nhá. Chưa lên. Đấy đấy, những đã vào mắt các chuyên gia này thì mất hút ngay, nhanh lắm, trong một lốt nhạc ngay. Cây cổ. Nhiều cái led cổ. Giả thế nhỉ. Mộc trắng tận chì rằm. Bóng dáng một cây cổ. Vâng, bóng dáng một cây cổ. Cây cao khoảng hơn mét nhỉ. Hơn mét. Là một cái chậu 60. Dù bắt đây. Thế. Dù. Dù ra ngắm đi. Dù đặt ra dù. Nhìn cây cổ thì cây cổ làm khổ người xem. Ui cây trực cũng thân bệ ác nhỉ anh Dũng nhỉ. Anh xem cho em cái cây đấy của ai. Cây này của anh Nguyễn Trung Lương. Lại của Lương. Lương An Mộc Viên nhà nhỉ? Vườn ở An Mộc Viên. Rồi. Thành phố Hà Nội. Đây là hai cây của Lương nhá, một cây của anh Vương. Thì chia sẻ cho mọi người ngắm một cây trực. Thần pháp ác nhỉ. Cái này em nghĩ là cái cây trực liên chi nhỉ. Đấy, kiểu dạng như trực liên chi. Trực liên chi hay trực lắc. Đây này. Thực ra trước là mình nghĩ là tán tròn. Vâng, nhưng mà già anh nhỉ. Già. Nhiệt thật già. Thân bệ trải đều. Đẹp. Đấy thưa quý vị, là nhất bệ nhì thân mà. Tam cành tứ lá. Thì cây này là hội tụ các yếu tố đó quý vị ạ. Cây côn tít. Gốc bồ ngọn chỉ. Cây một cây cổ. Cây khá to quý vị nhá, ngắm thực tế khá to lắm. Nhìn cái kết cái bệ này anh nhỉ. Cũng là cây có cái bệ đẹp, nhìn nó trông thích quá.
sự là rất là tuyệt vời quý vị nhé. Những mỗi cây một vẻ, mỗi cây một cái nét độc đáo. Và mỗi cây đều cho quý vị một cái cảm nhận riêng. Rất là tuyệt vời. Cảm ơn bạn Lương và cảm ơn anh Vương đã mang những cái tác phẩm đến đây tham dự triển lãm Bắc Linh. Làm cho tô điểm thêm cái cuộc triển lãm hoành tráng này. Cảm ơn anh và trân trọng cảm ơn quý vị.